Chào mừng các bạn đến với kênh Satguru Lòng Tiếng, nơi tìm về chính mình. Người hỏi, tôi là chồng của Anita. Mỗi ngày cô ấy đều mở những video khác nhau về những điều mà thầy chỉ dạy. Điều gì hiện lên trong tâm trí của thầy khiến cho thầy có được những lời dạy đầy thông tuệ này? Nó diễn ra như thế nào? Satguru trả lời, để tôi giải thích rõ cho bạn hiểu. Sự thật là, chúng ta có hệ thần kinh tiến hóa nhất so với loài sâu, côn trùng, chim chóc hay bất kỳ một loại động thực vật nào khác. Nhưng chúng ta cũng có một quá trình tâm lý. Cho dù quá trình tâm lý của bạn là gì đi nữa, suy nghĩ và cảm xúc của bạn chỉ diễn ra bởi vì bạn đã thu thập được một lượng thông tin nhất định, đúng không? Ồ, bạn nghĩ cô ấy là một người tuyệt vời nên bạn tạo ra một loại suy nghĩ khác. Bạn nghĩ cô ấy không dễ thương, một loại suy nghĩ khác. Bạn nghĩ đây là một người nào khác. Với tất cả những thông tin này, bất cứ thứ gì mà bạn thu thập được không quan trọng là đúng hay sai. Loại thông tin mà bạn đã thu thập được sẽ quyết định loại suy nghĩ và cảm xúc mà bạn có, đúng không? Đây là điều mà nếu bạn dạy cho con người hiểu được rằng quá trình tâm lý của bạn hoàn toàn là vở kịch do bạn tự dựng nên. Nó không hề liên quan gì tới thực tế cả. Chẳng phải vậy sao? Vở kịch tâm lý của bạn không hề liên quan gì tới thực tế ở đây cả. 100 người đang ngồi ở đây và mỗi người có một khoảng không gian tâm lý của riêng mình và họ đang ở trong 100 thế giới khác nhau. Họ không ở trong thế giới này. Còn đầu tôi luôn trống rỗng, không có gì bên trong cả. Vậy nên tôi ở trong thế giới này. Bởi vì tôi chỉ ở trong thế giới này thôi nên tôi chú ý đến tất cả mọi thứ. Tôi không có gì trong đầu cả. Nếu tôi ngồi xuống một nơi, bạn biết không, có một dịp khi tôi được nghỉ 5 ngày, khi tôi nhắm mắt lại, tôi không có bất cứ một suy nghĩ nào trong đầu mình cả. Tôi không đọc sách, không xem TV, không viết, không làm gì hết. Tôi thậm chí còn không nhìn ra cửa sổ. Không hề có bất kỳ một suy nghĩ nào trong đầu của tôi. Bởi vì quá trình tâm lý chỉ là một màn kịch nhỏ đã được phóng đại lên đơn giản vì bạn đã quá đồng nhất bản thân mình với nó. Nó giống như thế này. Mọi người luôn tìm đến tôi và nói, Satguru, tôi muốn thiền nhưng những suy nghĩ cứ xuất hiện. Tôi hỏi họ, vậy thì tôi sẽ dạy bạn một loại thiền khác mà thận của bạn sẽ ngừng hoạt động, gan của bạn sẽ ngừng hoạt động, tim của bạn sẽ ngừng hoạt động. Bạn có muốn học không? Không, 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 thưa thầy. Vậy thì tại sao bạn lại chỉ muốn não của mình ngừng hoạt động? Vì sao? Nhìn xem, khi bạn ngồi thiền, thận của bạn đang hoạt động, gan của bạn đang hoạt động, tim của bạn đang hoạt động và bạn không phàn nàn gì cả. Chỉ khi bộ não của bạn hoạt động thì bạn lại thấy có vấn đề. Đúng không? Vì sao lại như vậy? Bởi vì bạn không quá đồng nhất với chức năng thận của mình. Nhưng bạn lại đồng nhất quá mức với quá trình suy nghĩ và cảm xúc của chính mình. Bởi bạn quá đồng nhất với nó, nên bạn nghĩ nó là chính là bạn. Vì thế mà giờ đây nó đã làm mờ đi trải nghiệm của bạn về cuộc sống này. Nói cho tôi biết là trong vòng 24 giờ, có bao nhiêu khoảnh khắc bạn vượt lên trên những suy nghĩ của mình khi nhìn vào một thứ gì đó. Với hầu hết mọi người thì họ không hề có một khoảnh khắc nào, hoặc đối với một số người họ chỉ có một vài khoảnh khắc như vậy. Tôi chỉ có một vài khoảnh khắc suy nghĩ, còn lại hầu hết thời gian tôi chỉ như thế này. Giống như bầu trời. Đơn giản là ở đó, chỉ việc sống. Nếu bạn chỉ, bạn có phải là sự sống hay không? Hãy trả lời tôi một cách nghiêm chỉnh, bạn có thực sự là sự sống hay không? Có thưa thầy, đúng vậy, bạn là sự sống đúng không? Bởi vì tôi là sự sống và tôi có một cơ thể. Tôi có suy nghĩ, cảm xúc, gia đình. Tôi có cái này, cái kia và rất nhiều thứ khác nữa. Tất cả chúng chỉ là phụ kiện. Nhưng bạn đang trải nghiệm các phụ kiện. Nhưng bạn có trải nghiệm về sự sống mỗi ngày không? Bạn đang nhầm lẫn vở kịch tâm lý của mình chính là sự sống, đúng không? Vở kịch tâm lý của bạn chỉ là vở kịch của riêng bạn. Có lẽ nó tạo ra do một đạo diễn quá tồi. Nhìn xem, khi được đạo diễn quá dở thì mọi người không muốn xem. Khi nó được chỉ đạo tốt thì họ đều thích xem, đúng không? Đúng không? Vâng, thưa thầy. Vậy nên, vở kịch tâm lý của bạn thuộc về bạn. Bạn có thể chơi với nó, chẳng sao cả. Giống như việc chúng ta bắt đầu chơi một trò chơi, chúng ta đang ở trên sân quần vợt.
Rồi bạn đánh quả banh tới chỗ nào đó và bạn thích thú việc đó. Bạn đánh quả bóng và bạn vui. Một lát sau bạn đặt cái vợt xuống và rời đi, đúng không? Hiện giờ với trò chơi này bạn không thể dừng lại được. Hãy tưởng tượng, giả sử bạn bắt đầu chơi quần vợt và bạn không thể dừng nó được trong 24 giờ. Bạn sẽ ghét chơi quần vợt như thế nào? Đó là tất cả những gì đang diễn ra hiện nay. Quá trình tâm lý của bạn đã trở nên không thể dừng lại được. Đơn giản là nó cứ tiếp diễn không ngừng. Vậy nên, giải pháp đơn giản nhất cho việc này là đừng cố gắng dừng nó, bởi vì bạn không cố ngừng thận hay gan và tim hay bất cứ thứ gì khác đang hoạt động. Bạn thấy hoàn toàn ổn với chúng. Chỉ có não bạn hoạt động thì bạn có vấn đề, bởi vì bạn có sự đồng nhất với nó. Bạn đã làm tưởng suy nghĩ của bạn là chính bạn, đúng không? Dù suy nghĩ của bạn là gì đi nữa, bạn nghĩ nó chính là bạn. Nhưng suy nghĩ của bạn đến từ những thông tin nhất định mà bạn đã thu thập từ bên ngoài, đúng không? Nếu tôi xóa sạch tất cả trí nhớ của bạn, bạn có còn một suy nghĩ nào không? Không, nó chỉ xuất phát từ loại thông tin mà bạn đã thu thập được. Bạn đã thu thập loại thông tin nào không hoàn toàn do bạn chọn. Nếu bạn bước đi trên đường, mọi thứ mà bạn nhìn, nghe, ngửi, nếm và chạm vào đều được ghi lại trong tâm trí của bạn. Bạn không thể tránh khỏi điều này. Những gì bạn tiếp nhận như là thông tin, không phải tất cả chúng đều nằm trong tay bạn, chẳng phải sao? 90% không nằm trong tay bạn. Đơn giản là nó cứ tiếp tục diễn ra như vậy, bởi vì mọi thứ mà bạn cảm nhận thông qua năm giác quan đều đi vào trong bạn và được ghi lại. Không có gì tốt xấu hay tồi tệ trong đó, nó chỉ là thông tin mà thôi. Bây giờ do bạn nhận ra chúng, bạn nói ồ điều này thật tuyệt vời thì nó trở thành tốt. Bạn nói điều này thật đáng ghét thì nó trở thành xấu. Bạn nói điều này thật kinh khủng thì nó trở thành xấu xa. Đây là do bạn sắp đặt. Còn thông tin đơn giản là nhập vào và được ghi lại. Những gì bạn thu thập, bất cứ thứ gì, nó có thể là của bạn, nhưng nó không thể là bạn, đúng không? Đúng không? Vâng thưa thầy, tôi có thể nói đây là cái ghế của tôi. Nhưng nếu tôi nói đây là tôi, bạn sẽ nghĩ tôi bị điên rồi, đúng không? Hiện giờ đó là tất cả những gì đang diễn ra. Thứ mà bạn thu thập được, bạn bắt đầu nghĩ rằng nó chính là bạn. Để tôi giải thích một cách căn bản hơn. Cơ thể này, bạn có được sinh ra như thế này không? Không. Bạn được sinh ra như thế này, và giờ bạn lớn lên như thế này, nó đã diễn ra như thế nào? Chỉ là thức ăn mà bạn đã ăn vào, đúng không? Hay nó chỉ là phần đất mà chúng ta đang bước trên? Rồi nó trở thành thức ăn, và giờ nó trông như thế này. Có vô số người giống như bạn và tôi đã từng sống trên hành tinh này. Họ cũng đã từng là những người thông minh. Bây giờ họ ở đâu? Họ đã trở thành lớp đất mặt. Vậy bản thân này cũng sẽ trở thành như vậy, đúng hay không? Trừ khi bạn bè của bạn chôn bạn thật sâu. Nếu không thì bạn cũng sẽ trở thành lớp đất mặt. Ừ thì chúng ta không muốn ra đi ngay hôm nay, nhưng chắc chắn chúng ta sẽ ra đi, đúng không? Vậy nên đây chỉ là lớp đất được chuyển hóa thành thức ăn. Chúng ta tiêu thụ thức ăn này và biến chúng thành cơ thể này. Vậy có đúng cơ thể này chính là sự tích lũy qua một thời gian hay không? Đúng không? Thứ mà bạn tích lũy có thể là của bạn, có bao giờ có thể là bạn không? Bất cứ thứ gì mà bạn tích lũy, cùng lắm bạn có thể tuyên bố nó là của tôi. Tôi sẽ không tranh cãi vì điều đó bây giờ, ngày đó sẽ tới. Nhưng bạn không thể nói nó là tôi, đúng không? Bất cứ thứ gì bạn tích lũy được không bao giờ có thể là bạn. Nếu điều này trở thành một trải nghiệm sống đối với bạn, rằng những thứ mà bạn đã tích lũy ở dạng thức ăn và dạng thông tin, bạn biết rõ ràng đây không phải là tôi, thì bạn sẽ trở nên giống như tôi vậy. Đơn giản nhìn sự sống như nó vốn là, mà không bị ảnh hưởng bởi bất cứ thứ gì, không bị đồng nhất với bất cứ thứ gì. Đơn giản là sự sống. Có đúng là về căn bản bạn chỉ là một sự sống? Sau đó bạn thu thập được một cơ thể nhất định, nên chúng tôi gọi bạn là con người. Rồi bạn thu thập thêm những thứ khác, nên chúng tôi gọi bạn là cái này, cái kia và mọi thứ. Nhưng về cơ bản, có phải bạn là sự sống không? Và có phải thứ quan trọng nhất ngay trong lúc này rằng bạn đang sống là thứ quan trọng nhất trong cuộc sống của bạn, có đúng không? Đúng không? Vâng thưa thầy. Nhưng thật không may, nó không được chú tâm tới. Ngày nay, những gì tôi đang nghĩ đã trở nên quan trọng hơn việc tôi đang sống, chẳng phải sao? Đúng không? Cảm xúc nhỏ nhặt của tôi đã trở nên quan trọng hơn so với việc tôi đang sống ngay lúc này.
Nhìn xem, sáng nay mặt trời đã mọc đúng giờ. Đúng không? Đúng vậy không? Không, bạn đang nghĩ nó là mặt trời. Ờ, thì ngày nào trắng vậy? Bạn biết không, cách đây một thời gian, chúng tôi đã lái một chiếc trực thăng ở bang Tennessee. Nó là một ngày ấm áp, dễ chịu, nên chúng tôi mở cửa máy bay và chúng tôi bay trên một chiếc trực thăng mở vì thời tiết tốt. Khi chúng tôi bay lên thì đột nhiên gặp phải một vùng lạnh. Chuyện xảy ra chỉ là mặt trời đã bị chắn hoàn toàn bởi các đám mây, nên nó cực kỳ lạnh. Lạnh đến mức chúng tôi mất kiểm soát, bạn biết đấy, chúng tôi không còn vững tay trên bàn điều khiển, nên chúng tôi quyết định hạ xuống. Khi đang hạ xuống, chúng tôi liền bàn luận. Giả sử mặt trời không mọc vào sáng mai, chuyện gì sẽ xảy ra? Có thể trong vòng 3 tháng tới chuyện này sẽ xảy ra, trong 6 tháng điều kia sẽ xảy ra, chúng tôi chỉ phỏng đoán thôi. Sau đó tôi đã tiến hành một nghiên cứu nhỏ. Nếu mặt trời không mọc vào sáng mai, trong vòng 18 giờ, mọi thứ mà bạn biết như là sự sống trên hành tinh này sẽ biến mất, ngoại trừ một vài vi sinh vật sống rất sâu dưới lòng đất, mọi thứ khác sẽ biến mất trong vòng 18 giờ. Lúc nãy tôi vừa báo cho các bạn một thông tin tuyệt vời, mặt trời đã mọc đúng giờ sáng nay. Ít nhất tôi muốn nghe thấy những tiếng reo mừng thích đáng. Thật tuyệt vời, nó đã mọc đúng giờ. Và trái đất cũng đang quay đúng giờ. Bạn không nghĩ điều đó là tốt sao? Không có sự cố nào trong hệ mặt trời, không có hành tinh nào va chạm với nhau, tất cả đều quay đúng quỹ đạo của chúng. Toàn bộ vũ trụ không hề có một sự cố nào. Mọi thứ đều vận hành tuyệt diệu trong vũ trụ và ngoài cả vũ trụ. Nhưng chỉ một suy nghĩ vụn vặt đáng ghét hiện lên trong đầu bạn, và đó trở thành một ngày tồi tệ. Mọi thứ trong vũ trụ đều vận hành tuyệt vời. Chỉ một suy nghĩ vụn vặt đáng ghét, à, đó là một ngày tồi tệ, đúng không? Vấn đề là chúng ta đã đánh mất nhận thức về việc chúng ta là ai. Trong vũ trụ này, hệ mặt trời chỉ là một chấm nhỏ. Đúng hay không? Vâng, thưa thầy, nó giống như một chấm nhỏ. Sáng mai nếu cả hệ mặt trời bốc hơi cũng sẽ chẳng còn ai chú ý đến. Trong chấm nhỏ đó, trái đất là một hạt siêu nhỏ. Trong hạt siêu nhỏ đó, thành phố Los Angeles lại cực kỳ nhỏ. Nhưng ở trong đó bạn lại là một người quan trọng. Đó là một vấn đề nghiêm trọng đấy. Đây là vở kịch tâm lý của bạn. Phóng đại sự vật tới mức mà bạn nghĩ nếu bạn có một suy nghĩ tồi tệ thì cả thế giới sẽ bị hủy hoại. Bởi vì chúng ta đã đồng nhất với những suy nghĩ mà chúng ta tạo ra. Với những cảm xúc mà chúng ta tạo ra mà không hiểu được rằng chúng ta hoàn toàn có quyền tạo ra loại suy nghĩ và cảm xúc mà chúng ta muốn. Nếu bạn tạo ra loại suy nghĩ mà bạn muốn và cảm xúc mà bạn muốn, chẳng phải bạn sẽ tạo ra loại suy nghĩ và cảm xúc tuyệt vời nhất mà con người có khả năng tạo ra hay sao? Đúng hay không? Vâng, thưa thầy, khi đó bạn sẽ hoạt động đỉnh cao của nhân loại. Hiện giờ trí thông minh của chúng ta đang chống lại chúng ta. Chúng ta không cần sự hỗ trợ nào từ bên ngoài cả. Chúng ta đã tự mình làm tốt việc đó rồi. Đúng hay không? Đơn giản việc ngồi, đứng, giao nghèo, mọi thứ đều thật khổ sở. Bạn hỏi họ về trẻ nhỏ thật đau đầu với vấn đề bỉm sữa. Trẻ tập đi quá mệt mỏi vì chúng cứ quậy suốt. Tuổi mới lớn, ôi chú ơi, quá nhiều vấn đề. Tuổi trung niên, giai đoạn khủng hoảng. Tuổi già, thật kinh khủng. Nói cho tôi nghe giai đoạn nào trong cuộc đời của bạn mà bạn thấy tuyệt vời nào? Vấn đề không nằm ở đâu khác. Vấn đề chỉ là chúng ta đã mất kiểm soát với màn kịch tâm lý của chúng ta. Bởi vì vở kịch hiện sinh của cuộc sống không nằm trong trải nghiệm của chúng ta. Vở kịch tâm lý của chúng ta giống như một đám mây che mất mặt trời. Chúng ta không trải nghiệm cuộc sống. Chúng ta chỉ trải nghiệm những suy nghĩ, cảm xúc và ý tưởng, định kiến và tất cả những thứ rác rưởi mà chúng ta có thể tạo ra. Thay vì sống trong sáng tạo của đấng tạo hóa, chúng ta lại đang sống trong sự sáng tạo vụn vặt của chính mình. Đó là một vấn đề lớn. Tôi không tạo ra bất cứ thứ gì cả, nên tôi ở đây, trong thế giới này.